Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh CD Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong cái video giới thiệu review về các sản phẩm xe của Sunray. Trước mắt các bạn là cái sản phẩm mà mình chưa từng làm cái clip review bao giờ. Đó chính là cái chiếc xe tải Đông Ben 1021, hay còn gọi một cái tên khác là Đông Ben 870kg. Thì trước đây mình đã từng làm một cái clip của cái chiếc xe Đông Ben 1021 màu xanh Ford Ranger, nhưng mà nó vẫn chưa được lắp bạt lên như thế này. Thì trước mắt các bạn là một cái sản phẩm đã hoàn thiện và chỉ chờ để giao cho khách hàng thôi. Thì nó sẽ có những cái khác so với những cái chiếc Đông Ben 1021 mà mình từng làm review ở những cái điểm gì. Mình sẽ chỉ cho các bạn thấy, thứ nhất là cái bạt. Thì chỉ khi mà chúng ta giao cho khách hàng thì các đơn vị đại lý họ mới lắp bạt lên để giao cho khách. Đây chúng ta sẽ thấy cái biển đã được hoàn thiện rồi, biển thành, biển thùng, rồi là các biển đã được bắt hết vào cái sản phẩm này rồi. Thì về cái sản phẩm Đông Ben 1021, nó cũng đã quá quen thuộc với đại đa số người dùng của Việt Nam rồi. Một cái sản phẩm với cái giá cả rất là rẻ. Với cái sản phẩm này thì cái giá bánh của cái sản phẩm này chỉ rơi vào khoảng 177 triệu. Một cái mức giá mà chỉ có trong cái đợt khuyến mãi 15 cho ra mắt cái dòng sản phẩm này trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta vẫn có một cái ngoại thất so với cái mức giá của cái sản phẩm này thì nó rất là hợp lý. Và các bạn sẽ không thể tìm được bất kỳ một cái sản phẩm nào có cái ngoại thất và cái nội thất cũng như là các cái trang bị trên xe mà cùng với cái mức giá rẻ như thế này. Mình sẽ đi qua một số cái điểm rất là quen thuộc của cái sản phẩm này rồi. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái đầu xe nó mang cái hơi hướng của những chiếc xe con như thế này. Đây, đợi bạn đợi mình chút để mình cho nó rõ hơn. Chúng ta sẽ có một cái cụm đèn bi xê lông. Chúng ta sẽ có cái logo được gắn ở trên như này. Nắp capo nó rất là ngắn tại vì máy sẽ không để ở đây, mà máy sẽ đặt ở dưới chỗ ngồi của hàng ghế lái. Chúng ta sẽ có các cái khe tản nhiệt ở đây được thiết kế rất là to bản, giúp cho tản nhiệt tốt hơn và giúp cho cái hệ thống điều hòa ở trong nó sẽ hoạt động được một cách trơn tru hơn. Ở đây có cái logo được ép một lớp kính cường lực ở đằng trên như này, đây là logo của Đông Ben. Ở đằng dưới này các bạn sẽ nhìn thấy các cái khe của cái lốc lóng điều hòa. Đấy, biển nó bắt ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái remote để cứu hộ. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn gầm cos pha. Ở đây thì duy nhất cái đèn pha này là sử dụng cái đèn pha bi xê lông, còn đèn cốt thì vẫn sử dụng halogen, đèn xi nhan vẫn là halogen. Thì đèn bi xê lông sẽ giúp cho chúng ta là độ sáng sáng hơn và tiết kiệm điện hơn so với cái hệ thống đèn halogen cũ. Ở đây chúng ta sẽ có cái đèn hông này, đây là đèn hông. Thì tất cả các cái sản phẩm của Đông Ben hiện tại là đã được trang bị cái hệ thống máy với cái chuẩn khí thải Euro 4. Hiện nay chỉ có một cái sản phẩm duy nhất là cái sản phẩm sắp được tung ra là sản phẩm Đông Ben T20A, hay còn gọi là SRM20A, mà mình đã làm một cái video giới thiệu ở trước đó cách đây vài ngày. Thì các bạn có thể xem qua cái sản phẩm đó. Thì cái sản phẩm đó là sản phẩm duy nhất trên thị trường, duy nhất của Đông Ben trong năm 2020 là đạt cái chứng chỉ Euro 5. Euro 5 thì tiết kiệm nhiên liệu hơn và đỡ ô nhiễm môi trường hơn. Đó là một trong những cái điểm cải tiến. Ở đây chúng ta thì cái sản phẩm 1021 này vẫn sử dụng khóa cơ. Thì tùy những khách hàng mà có yêu cầu khóa điện thì mình cũng sẽ hỗ trợ khách hàng. Ở đây chúng ta sẽ có hệ thống gương. Gương này vẫn chưa là gương chỉnh điện mà tất cả đều chỉnh cơ. Đây các bạn sẽ nhìn thấy cái hệ thống bạt của cái thùng này. Đây là cái sản phẩm thùng mui bạt. Và đây mình đã lắp sẵn bạt lên rồi. Bạt chất lượng rất là tốt. Sau một vài năm sử dụng thì các bạn hoàn toàn yên tâm là cái bạt này nó sẽ không bị mọt hoặc mục, hoặc là nó bị hỏng, vì đây là bạt chất lượng của nhà sản xuất. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bình để tiếp nhiên liệu. Bình để tiếp nhiên liệu, hệ thống sassi rồi hệ thống gầm xe các thứ thì nó vẫn giống như các cái sản phẩm Đông Ben 1021 khác. Cái sản phẩm Đông Ben 1021 thì các bạn biết rồi, nó là một trong những cái xe mà sử dụng cái hệ thống nhíp treo như thế này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy hệ thống nhíp treo như này. Và cái khoảng sáng gầm của cái sản phẩm này nó chỉ rơi vào khoảng 15 phân. Nghĩa là chúng ta sẽ lội nước an toàn ở mức 15 phân đến 20 phân. Hệ thống lốp 165-70R13 với 4 cái chấu bắt ốc như thế này. Lốp thì rõ ràng rồi, vì đây là sản phẩm tải nhẹ chỉ có 8 tạ thôi.
sản phẩm mà đã lên thùng muối bạt như này thì chỉ còn trọng tải chỉ còn 8 tạ 1, nên như vậy là tải nó không cần nhiều và sử dụng đến 2 lốp như các cái sản phẩm khác. Đây, biển thành sẽ được bắt vào đây. Chúng ta sẽ có hệ thống sơn 7 lớp của nhà máy Đông Ben. Sơn 7 lớp vẫn giống như các cái sản phẩm Đông Ben khác với chất lượng sơn rất là tốt. Với ba cái màu cơ bản của cái sản phẩm này là màu trắng, như là màu trắng sữa như thế này. Hai là màu xanh này và thứ ba là màu bạc. Thì các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn được ba cái màu đấy. Còn với những khách hàng mà yêu cầu một cái màu khác thì các bạn sẽ phải chịu thêm một cái khoản phí. Ở đây chúng ta sẽ có cái logo Đông Ben được dán đề can như này. Đây là cái hệ thống đèn xi nhan và đèn hậu. Và đây là các cái dán đề can mà bên mình dán vào cho khách hàng thôi. Ok. Mình sẽ mở cái thùng này ra cho các bạn xem nhé. Đấy. Khi mở ra thì trong này là một cái khoảng thì trong này đã được kín. Cái này là khách hàng mà chở các cái mặt hàng mà sợ nước hoặc là yêu cầu là không tiếp xúc với nước này, quá nhiều không khí, thì hoàn toàn yên tâm là chúng ta có thể là đặt được hàng vào đây với cái chiều cao khoảng không của cái khoảng cao của cái thùng này rơi vào khoảng mình xem nào 1m450. Thì khi mà chúng ta tháo cái bạt cái ra và chúng ta nhấc mấy cái thanh cái ra thì chúng ta có thể hoàn toàn chở những cái mặt hàng mà cao hơn cả cái thùng này, không vấn đề gì cả. Thì cái sản phẩm Đông Ben 1021 là một trong những cái sản phẩm mà có cái trọng tải thấp nhất của nhà máy Đông Ben và có cái kích thước lòng thùng cũng là thấp nhất, với cái chiều dài là 2m450, chiều cao là 1m4 và chiều rộng lòng thùng cũng là 1m4. Đây là cái sản phẩm rẻ nhất và tải trọng nhẹ nhất của cái sản phẩm của hãng xe Đông Ben. Thì về cái nội thất thì cũng không có gì nhiều khác biệt, mình sẽ vào nội thất để cho các bạn xem nhé. Ok, vẫn giống như tất cả các cái sản phẩm 2021 mình đã từng làm review. Chúng ta vẫn sẽ có một cái nội thất nó theo hơi hướng của những chiếc xe con như thế này. Và hệ thống điều hòa. Đây, chúng ta có hệ thống điều hòa, đây hệ thống lấy gió. Chúng ta sẽ vẫn có FM radio ở dưới như thế này. FM radio này hỗ trợ với cổng audio, chúng ta cắm thẳng vào điện thoại. Đấy. Không có cổng USB. Chúng ta sẽ có một cái khoang lái được chia làm khoang lái của cái sản phẩm này. Bạc và màu đen. Chúng ta sẽ có hệ thống đồng hồ hiển thị đầy đủ, khá đầy đủ các cái thông tin. Ở đây chúng ta có kính điện, điều hòa 2 chiều, vô lăng 3 chấu và có tích hợp tay lái trợ lực. Một cái điểm mà mình thích ở cái sản phẩm Đông Ben 1021 là nhà sản xuất cũng đã trang bị cho các cái sản phẩm này bằng visa. Đấy. Với những cái sản phẩm cao hơn như X30, T30 hay Q30 thì xin lỗi các bạn, Q20 thì cũng chưa được kính visa. Duy nhất cái sản phẩm này có thôi. Ok. Đông Ben 1021 thì là một cái sản phẩm mà sử dụng một cái bộ máy là 1050cc hay còn gọi là máy 1 lít đấy, với cái mức tiêu hao nhiên liệu là 5,5 lít cho 100 km. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà tiết kiệm nhiên liệu nhất của nhà máy xe Đông Ben. Thế nhưng mà đánh đổi cái điều đó, chúng ta sẽ có một cái công suất nó chỉ có 45 kW thôi. Nó cao hơn so với các cái sản phẩm của Suzuki Super Caravan với cái công suất chỉ có 35. Thì đây là một trong những cái sản phẩm mà đang bán chạy nhất ở trên thị trường. Thì các bạn có thể là cân nhắc cái dòng sản phẩm này với các cái dòng sản phẩm của các hãng khác. Thế nhưng mà chúng ta sẽ phải cân đối về cái mức giá. Vì khi mà bỏ cái chi phí đầu tư ra cái sản phẩm này chỉ có 177 triệu thì chúng ta chỉ mất có một vài năm là chúng ta sẽ lấy lại vốn. So với những cái sản phẩm mà đến từ các hãng thương hiệu nổi tiếng thì chúng ta sẽ phải chi ra một cái khoản tiền lớn hơn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Xin chân thành cảm ơn.